Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội Hansico là doanh nghiệp nhà nước hạng nhất với hơn 42 năm hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ. Hansico được biết đến như là một đơn vị xây dựng với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, công trình công cộng với nhiều dự án nổi bật. Hansico đã triển khai thành công nhiều dự án, công trình nhà ở như dự án khu đô thị mới Đại Kim, dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ nhân viên, cơ quan các ban đảng, thành ủy và hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, dự án Hà Nội Centerpoint. Cùng với việc xây dựng các công trình, chủ đầu tư Hansico xây dựng thương hiệu nhà ở mang tên Centerpoint. Các dự án bất động sản mang thương hiệu Centerpoint được định vị sẽ trở thành những điểm nhấn quan trọng của thành phố tại những nơi có vị trí đẹp. Sau thành công của dự án Hà Nội Centerpoint, Hansico lựa chọn địa điểm 110 Cầu Giấy là khu vực để triển khai dự án nhà ở tiếp theo mang tên Cầu Giấy Centerpoint. Đảm bảo những tiêu chí khắt khe của thương hiệu nhà ở Centerpoint, dự án Cầu Giấy Centerpoint tọa lạc tại số 110 Cầu Giấy, một trong những tuyến đường huyết mạch về giao thông, văn hóa của quận Cầu Giấy nói riêng cũng như thủ đô Hà Nội nói chung. Cầu Giấy còn là con đường di chuyển quan trọng của đa số dân cư sống tại khu vực phía Tây trên trục đường quốc lộ 32, khu Bắc Từ Liêm Cầu Giấy để vào nội đô. Đặc biệt, dự án cách ga Cầu Giấy của tuyến đường sắt trên cao Nhổn ga Hà Nội chỉ ít phút đi bộ. Nhờ thế, từ Cầu Giấy Centerpoint chỉ mất khoảng 5 phút để cư dân di chuyển vào các quận nội thành của Hà Nội. Đồng thời, dự án cũng là nơi tập trung nhiều trường đại học danh tiếng cấp quốc gia như Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong bán kính 3 km, Cầu Giấy Centerpoint kết nối với hàng loạt tiện ích như siêu thị Metro, siêu thị Big C, trung tâm hội nghị quốc gia, sân vận động Mỹ Đình, công viên Cầu Giấy, công viên Thủ Lệ, công viên Nghĩa Đô, bảo tàng dân tộc học. Được xây dựng sau khi Hà Nội Centerpoint 27 Lê Văn Lương đã đi vào hoạt động, Cầu Giấy Centerpoint tại số 110 Cầu Giấy thừa hưởng những kinh nghiệm và thành công của dự án này. Trong đó, đáng chú ý là việc xây dựng và phát triển hệ thống tiện ích cao cấp ngay trong nội khu dự án như trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, ba vườn sinh thái xanh, khu thể thao trong nhà, vườn nướng BBQ, bể bơi trong nhà. Giữa trung tâm quận Cầu Giấy, nơi sôi động, nhộn nhịp và sầm uất nhất nhì khu phía Tây Hà Nội, chủ đầu tư Hansico kỳ vọng mỗi cư dân trở về Cầu Giấy Centerpoint số 110 Cầu Giấy, đằng sau cánh cổng sẽ là chốn an nhiên, tươi mát và thư giãn.